vị, ứng cử viên đại biểu Quốc hội Ung Thị Xuân Hương, Phó Ban Nghiên cứu và Đào tạo Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, ứng cử tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 5 gồm các quận Tân Bình và Tân Phú. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri vừa qua, bà Ung Thị Xuân Hương nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cử tri trên địa bàn quận Tân Phú và quận Tân Bình. Với kinh nghiệm hơn 30 năm công tác trong khối cơ quan tư pháp, bà Ung Thị Xuân Hương đã có những phần trả lời xác đáng, khiến nhiều cử tri quan tâm, đồng tình, đồng thời cũng cập nhật được thêm những kiến thức, thông tin mới liên quan đến lĩnh vực pháp luật. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này, truyền hình báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn bà Ung Thị Xuân Hương, Phó Ban Nghiên cứu và Đào tạo Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Xin được chào bà Ung Thị Xuân Hương. Một lần nữa xin được phép thay mặt cho truyền hình báo Pháp luật Việt Nam cảm ơn bà đã dành thời gian đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay và chúc cho bà sẽ có được thật nhiều sức khỏe. Và thưa bà, là được biết trong chương trình hành động của mình thì bà cũng đã cam kết là nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 15 thì bà sẽ thực hiện đủ trách nhiệm quyền hạn của người đại biểu của nhân dân. Và trong các buổi tiếp xúc cử tri vừa qua thì bà cũng có nêu là sẽ tiếp tục đề xuất các giải pháp để giải quyết án tồn động và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân và các tổ chức. Vậy thì bà có thể chia sẻ rõ hơn về vấn đề này ạ? Tôi cảm ơn câu hỏi của phóng viên. Đây là cái điều rất trăn trở khi mà tôi còn công tác tại tòa án nhân dân. Thì phải nói rằng là về cái vấn đề án tồn, án có hạn giải quyết hiện nay là một cái tình trạng cũng phổ biến, khá phổ biến ở các tòa án. Thì chúng ta có thể thấy rằng là nó có nhiều cái nguyên nhân. Thì chúng ta có thể kể một số nguyên nhân chủ quan khách quan như sau. Về nguyên nhân khách quan thì cái hệ thống pháp luật hiện nay nó cũng chưa được hoàn thiện và có nhiều cái chồng chéo. Một số cái vụ án thì phải nói là rất là phức tạp, kéo dài trong nhiều năm trời và qua nhiều cái thời kỳ, nhiều cái quy định pháp luật, cho nên là khi giải quyết thì phải nói là rất là khó cho thẩm phán. Một cái thứ hai nữa là hiện nay có nhiều cái vụ án mà có liên quan đến yếu tố nước ngoài, cho nên là buộc tòa án phải ủy thác tư pháp cho các cơ quan ở nước ngoài để thu thập chứng cứ và phải chờ cái sự trả lời của các cơ quan ở nước ngoài, cho nên là thời gian kéo dài rất là lâu, có khi đến 2-3 năm thì chưa có nhận được cái kết quả ủy thác tư pháp. Cái nguyên nhân thứ ba nữa đó là chúng ta thấy là tình trạng đó là đương sự chống đối, đặc biệt là về phía bị đơn và những người có quyền nghĩa vụ liên quan, thường họ không hợp tác với tòa, cho nên là họ không có mặt theo giấy triệu tập của tòa, thậm chí là họ giấu địa chỉ, thậm chí là chuyển trụ sở, chuyển địa chỉ nhiều nơi để mà trốn tránh cái việc giải quyết của tòa. Thì đó là một số nguyên nhân khách quan, chủ yếu là như vậy. Và chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận một số nguyên nhân chủ quan như sau. Thứ nhất là cái biên chế thẩm phán và thư ký hiện nay thì còn rất là thiếu so với yêu cầu công việc, cho nên áp lực rất lớn đối với thẩm phán và thư ký. Và cái nguyên nhân chủ quan nữa đó là về cái trình độ của thẩm phán thì chưa đồng đều. Một số thẩm phán thì không có nhiều, nhưng vẫn còn một số thẩm phán là còn hạn chế về năng lực. Chính vì vậy cho nên là những án mà có quá hạn thì thường là án phức tạp. Đó, cho nên là họ cũng thu thập chứng cứ chưa đầy đủ thì cũng chưa dám đưa ra xét xử, thậm chí là cũng chưa tích cực. Cho nên dẫn đến là cũng ngại xét xử, thì nếu như án hủy hy sửa thì sẽ ảnh hưởng tới vấn đề bổ nhiệm. Cho nên cũng có cái gì e dè là như vậy. Thì trong nhiệm kỳ vừa qua thì phải nói rằng là ban lãnh đạo tòa án dân thành phố Hồ Chí Minh đã rất là quan tâm tới công tác giải quyết án quá hạn luật định để đảm bảo quyền lợi của người dân. Thì ban lãnh đạo đã đưa ra rất nhiều các cái giải pháp như là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với từng thẩm phán, kiểm tra án quá hạn của từng thẩm phán và nghe thẩm phán báo cáo cái nội dung cái vụ kiện, vụ án mà chưa giải quyết được lý do tại sao, để có cái hướng giúp cho thẩm phán thu thập chứng cứ để hoàn thiện hồ sơ vụ án. Hay là cũng giao chỉ tiêu cho từng thẩm phán phải giải quyết tối thiểu trong một tháng và kịp thời khen thưởng đối với thẩm phán giải quyết án, tích cực giải quyết án vượt chỉ tiêu. Nhưng mà cũng bên cạnh đó thì cũng là thẳng thắn phê bình đối với những thẩm phán mà trong tháng chưa giải quyết được cái số lượng án theo cái quy định. Thì đó là rất nhiều cái giải pháp, cho nên là cái công tác giải quyết án quá hạn thì phải nói rằng là rất là đạt kết quả rất là tốt, và cái tỷ lệ án quá hạn hàng năm tại tòa án hay cấp thành phố Hồ Chí Minh thì ngày càng giảm. Sắp tới thì tôi thấy rằng là cái công tác giải quyết án cũng cần tiếp tục được tăng cường,
Và nếu như tôi mà được cử tri tín nhiệm để lựa chọn làm đại biểu Quốc hội khóa 15 thì bản thân tôi sẽ tiếp tục mà kiên trì để nêu ra các cái giải pháp làm sao đó để mà giải quyết triệt để một cách án có hạn, tức là không còn tình trạng án có hạn xảy ra, và sẽ thực hiện công tác giám sát tối cao là cái chức năng của Quốc hội và của đại biểu Quốc hội, làm sao đó để tòa án giải quyết án một cách nhanh chóng, kịp thời, đúng cái thời gian luật định để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và của công dân. Thưa bà, như đã biết thì đại dịch Covid-19 cũng gây nên rất nhiều các tổn hại về kinh tế lẫn đời sống của người dân Việt Nam. Trải qua 3 làn sóng đại dịch lớn tại Việt Nam cũng đã thấy rằng chính quyền lẫn người dân đã tốn hao rất nhiều tâm huyết, vật chất và tiền bạc để có thể chống chọi với đại dịch. Nhưng đâu đó vẫn tồn tại rất nhiều các đối tượng vì lợi ích riêng của mình đã lén lút đưa người vượt biên trái phép vào lãnh thổ của Việt Nam, gây nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Thì theo bà, những đối tượng trên nên được xử lý như thế nào để đảm bảo được tính thượng tôn pháp luật cũng như là đảm bảo nguyện vọng của người dân là sẽ bảo vệ được tính mạng và sức khỏe của mình ạ? Đúng như vậy. Hiện nay cái dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức là phức tạp và nguy hiểm. Trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, thì các cái hành vi mà nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì vô cùng nguy hiểm và gây bức xúc trong dư luận. Thì đối với hành vi vi phạm liên quan đến hành vi nhập cảnh trái phép hoặc là hành vi giúp người khác nhập cảnh hoặc che giấu tạo điều kiện cho người khác nhập cảnh ở lại Việt Nam trái phép thì tùy tính chất mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự năm 2015. Thứ nhất là cái chế tài xử lý phạm hành chính thì đã được quy định tại Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ. Theo đó thì những hành vi vi phạm quy định về nhập cảnh hoặc là tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 3 triệu đồng cho đến 40 triệu đồng. Về các chế tài xử lý hình sự thì hiện nay cũng đã được quy định tại Điều 347 Bộ Luật Hình sự năm 2015 về tội là vi phạm quy định về nhập cảnh, xuất cảnh và ở lại Việt Nam trái phép. Thì theo đó, nếu như tùy tính chất mức độ vi phạm, thì người vi phạm luật hình sự thì có thể bị xử phạt từ 1 năm cho đến 15 năm tù, đồng thời có thể là bị phạt tiền bổ sung cho đến 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, thì nếu như cái người mà nhập cảnh trái phép đó, ở lại Việt Nam trái phép đó mà bị nhiễm COVID-19, thì có thể bị xử lý thêm cái tội đó là tội lây truyền bệnh truyền nhiễm cho người khác theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự. Thì hình phạt tiền có thể bị phạt từ 20 triệu cho đến 200 triệu đồng hoặc là bị hình phạt tù từ 1 năm cho đến 10 năm tù. Thì phải nói rằng là pháp luật hình sự và hành chính chúng ta xử lý cũng rất là nghiêm khắc, và rất là mừng là trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng là các cơ quan tố tụng đã kịp thời điều tra, truy tố và xét xử một số cái vụ án liên quan đến người nhập cảnh trái phép cũng như là hành vi tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thì phải nói là thể hiện cái tính nghiêm minh của pháp luật. Và trong thời gian dịch bệnh đang còn hoành hành như thế này thì tôi cũng kiến nghị là ta chính phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp tục tăng cường cái công tác điều tra xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật nói trên như tôi vừa nêu đối các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời thì chúng ta cũng phải tích cực tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân các quy định về phòng chống dịch, các quy định về xử lý vi phạm liên quan đến cái hành vi xuất nhập cảnh trái phép, giúp người ở lại Việt Nam trái phép như vậy. Và đặc biệt là phải tập trung tuyên truyền những vụ án mà tòa án đã xử, thì đó là những cái mà trực quan sinh động như vậy, thì để cho người dân người ta qua những cái quy định pháp luật như vậy và qua những vụ án như vậy thì nâng cao nhận thức của người dân. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải tuyên truyền vận động người dân giám sát địa bàn của mình. Thí dụ như là mình thấy có người lạ xuất hiện hoặc là nghi ngờ có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì cần báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có cái điều tra xác minh và xử lý theo quy định, và cũng kịp thời khen thưởng đối những tổ chức mà công dân mà thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch thời gian vừa qua. Thì tôi nghĩ rằng là với nhiều biện pháp đồng bộ như vậy thì cái công tác chống dịch chúng ta sẽ có cái hiệu quả tốt trong thời gian tới, tốt hơn nữa trong thời gian tới.
Xin trân trọng cảm ơn. Hơn 30 năm công tác trong khối cơ quan tư pháp, bà Ung Thị Xuân Hương còn nhiều trăn trở khi hệ thống văn bản pháp luật vẫn chưa được hoàn thiện. Bà Hương cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm chọn làm đại biểu Quốc hội với vai trò là đại biểu công tác tại Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, bà sẽ tập trung những nhiệm vụ chủ yếu của Hội Luật gia như tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân, nhất là những đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí, hòa giải ở cơ sở. Đặc biệt, bà sẽ tích cực tham gia công tác phản biện xã hội để đóng góp xây dựng chính sách phù hợp, thực tiễn và mang tính khả thi.